Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải nghe về Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh đang lắng nghe video ngày hôm nay Ở video này, cô sẽ hướng dẫn và định hướng cho các em về đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Môn ngữ văn lớp 11, bộ sách chân trời sáng tạo Chúng ta hãy cùng đến với nội dung đầu tiên, đó chính là về ma trận đề thi cuối học kỳ 1. Quan sát bảng biểu sau, chúng ta có thể thấy rằng đề thi cuối học kỳ 1 sẽ đi kiểm tra hai kỹ năng chính, đó là kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết. Ở kỹ năng đọc hiểu, nội dung kiểm tra đó là về phần truyện thơ. Mức độ nhận thức của chúng ta sẽ gồm có 3 câu hỏi trắc nghiệm cho phần nhận biết, 5 câu hỏi trắc nghiệm cho phần thông hiểu, hai câu hỏi tự luận cho phần vận dụng và không có câu hỏi cho phần vận dụng cao. Ở phần kỹ năng đọc hiểu sẽ chiếm khoảng 60% trên tổng số điểm của bài thi. Với kỹ năng viết thì nội dung kiểm tra đó là về viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội. Về các mức độ nhận thức thì sẽ gồm có một câu hỏi tự luận duy nhất và nó thường sẽ nằm ở mức độ vận dụng cao với tổng số điểm chiếm khoảng 40%. Như vậy, nói tóm lại chúng ta thấy rằng là ở mức độ nhận biết sẽ chiếm khoảng 20% tổng số điểm của đề thi, mức độ thông hiểu chiếm 40% số điểm, mức độ vận dụng chiếm 30% và mức độ vận dụng cao chiếm khoảng 10%. Tiếp theo chúng ta cùng đến với bảng đặc tả đề thi cuối học kỳ 1. Với nội dung đầu tiên đó chính là phần đọc hiểu về nội dung kiến thức truyện thơ. Mức độ đánh giá đầu tiên là mức độ nhận biết, các em cần phải nhận biết được về đặc điểm của truyện thơ dân gian, truyện thơ nôm, nhận biết được đặc điểm của biện pháp tu từ lập cấu trúc trong viết và nói tiếng Việt. Ở mức độ thông hiểu thì cần phải hiểu được giá trị của tác phẩm truyện thơ và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ lập cấu trúc trong viết và nói tiếng Việt. Ở phần vận dụng thì cần phải vận dụng những hiểu biết về truyện thơ dân gian, truyện thơ nôm để tiến hành đọc hiểu một đoạn trích của truyện thơ và số câu hỏi phân theo mức độ nhận thức của chúng ta sẽ gồm có 3 câu hỏi trắc nghiệm trong phần nhận biết, 5 câu hỏi trắc nghiệm trong phần thông hiểu và 2 câu hỏi tự luận trong phần vận dụng. Tiếp theo, sang phần số 2 đó là phần viết, nội dung và đơn vị kiến thức kiểm tra đó là viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề xã hội. Về mức độ đánh giá, ở mức độ nhận biết thì các em cần phải xác định được kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội, xác định được bố cục của bài văn và vấn đề cần nghị luận ở mức độ thông hiểu thì chúng ta cần tìm hiểu chi tiết vấn đề xã hội ấy những điều chưa rõ cần phải giải thích và làm sáng tỏ xác định tính thời sự và ý nghĩa của vấn đề xã hội đó đối với xã hội nói chung và với thế hệ trẻ nói riêng ở mức độ vận dụng thì các em cần vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản vận dụng kiến thức của bản thân về những trải nghiệm cuộc sống để viết được bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội hoàn chỉnh đáp ứng được những yêu cầu của đề bài đồng thời cần đưa ra những nhận xét và rút ra bài học từ những trải nghiệm của bản thân ở mức độ vận dụng cao, các em cần phải có lối viết sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn, kết hợp các yếu tố miêu tả biểu cảm để làm nổi bật ý của bản thân về vấn đề cần bàn luận. Lời văn thì cần phải sinh động, giàu cảm xúc và có giọng điệu riêng. ở phần viết chúng ta sẽ cùng có một câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng cao. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tổng quan về đề thi mà cô đưa ra. Với đề thi này của chúng ta sẽ gồm có hai phần chính. Phần đầu tiên đó chính là phần đọc hiểu. Trong phần này sẽ gồm có các nội dung câu hỏi trắc nghiệm và nội dung câu hỏi tự luận. Về phần trắc nghiệm của chúng ta sẽ bao gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ nhận biết và thông hiểu. Bên cạnh các câu hỏi trắc nghiệm thì trong đề bài của chúng ta sẽ gồm có hai câu hỏi tự luận ngắn và hai câu hỏi này nằm ở mức độ vận dụng. Ngoài ra thì các em lưu ý là trong phần đọc hiểu, ngữ liệu được đưa ra sẽ liên quan trực tiếp đến nội dung đơn vị kiến thức mà chúng ta được đề cập tới ở cái phần bảng đặc tả đề thi cuối học kỳ 1 và cụ thể ở trong cái đề bài này thì ngữ liệu được đưa ra là một đơn vị kiến thức thuộc thể loại truyện thơ, chúng ta có thể quan sát. Và sau khi mà chúng ta đã xác định được cái thể loại của văn bản ngữ liệu được đưa ra ở phần đọc hiểu thì các em có thể áp dụng các kiến thức để có thể thực hành một cách dễ dàng các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan. Và phần số 2 của đề thi đó chính là phần viết với số điểm là 4. Ở phần viết này thì các em nhớ lưu ý là đọc kỹ đầu bài để có thể xác định chính xác, thể loại và đối tượng của bài văn mà chúng ta cần hướng tới là gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi thực hành một đề thi cụ thể trong khoảng thời gian 90 phút. Phần số 1, phần đọc hiểu với số điểm là 6. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. Giáng kiều giận bỏ đi. Bích câu kỳ ngộ. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Bích Câu gồm 678 câu thơ. Bích Câu kỳ ngộ là câu chuyện tình yêu giữa Tú Uyên và Giáng Kiều. Tú Uyên là một chàng thư sinh nghèo, cha mẹ mất sớm, nhờ chăm lo việc học hành, chàng trở thành một văn nhân nổi tiếng ở đất Thăng Long nhân ngày xuân đi chơi hội chùa ngọc hồ tú uyên gặp một tiểu thư xinh đẹp nhưng chưa kịp làm quen thì nàng đã đi mất về nhà chàng tương tư rồi sinh bệnh theo lời một vị thần nhân trong mộng tú uyên ra cầu đông đợi từ sáng đến tối thì thấy một người bán bức tranh tố nữ hình dạng giống hệt người thiếu nữ đã gặp trong hội chùa chàng mua bức tranh treo ở thư phòng sớm khuya cùng người trong tranh tâm sự một hôm tú uyên bận việc học nên về muộn về đến nhà thấy có một mâm cơm thịnh soạn bày sẵn chàng lấy làm lạ nhưng vẫn ngồi ăn sau chàng giả vờ đến nơi học rồi quay về nhà quan sát điều kỳ lạ xảy đến thiếu nữ trong tranh gia lo việc nhà cửa cơm nước càng lạ lùng hơn thiếu nữ đó lại chính là người con gái chàng đã gặp hôm đi chơi hội tú uyên bừng rỡ bước ra chào hỏi người thiếu nữ cho biết tên là giáng kiều vốn là người cõi tiên vì có tiền duyên với chàng nên xuống hạ giới để kết duyên cuộc sống đang hạnh phúc thì tú uyên rơi vào cảnh rượu chè dáng kiều khuyên can nhưng không được nàng bèn bỏ đi tỉnh rượu tú uyên hết sức đau khổ và hối hận tuyệt vọng chàng định tìm đến cái chết dáng kiều hiện về tha lỗi cho chồng tình nghĩa hai người mặn nồng hơn xưa và họ sinh được một người con trai đặt tên là trần nhi tú uyên học phép tu tiên và hai vợ chồng cùng bay về cõi tiên ít lâu sau trần nhi cũng cưỡi cá kình theo cha mẹ về tiên giới đoạn sau đây kể việc dáng kiều bị ngược đãi giận bỏ đi ngán thay khuyên nhủ đến lời nước kia dội đá có mùi gì đâu thôi ngày chọn lại đêm thâu cạn chung lý bạch nghiêng đầu lưu linh ma men quanh quẩn bên mình cho đàn trễ phím cho bình nhạt hương mải mê say tình tâm trường liệu bài nàng lại tìm đường van lơn trái tai vả lại ngứa gan đang tay nỡ dập hoa tàn tả tơi dây đồng đứt hẳn làm đôi cánh bèo theo ngọn nước trôi cũng giàu nàng càng tầm tã tuôn trâu ngán nhân tình khéo da màu thắm phai rằng thôi tôi đã quá lời xui lòng nghĩ lại một hai kẻo mà sinh đang vui chén la đà vẩn vơ tính quỷ hồn ma biết gì nói thôi nói cũng chi chi nghe ra tiếng nặng như trì giọng say nàng rằng duyên nợ bấy nay thường ôi nước đổ bốc đầy được đâu tiếc cho nỗi vợ chồng ngâu doanh thu nên để bắt cầu mấy phen xá chi nữa cái hoa hèn nghĩ làm chi nữa cái duyên cũ càng đã lòng dễ thúy chia hương đành lòng dãy ngọc ruồng vàng thì vâng thôi 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 cũng cầm bằng tơ hồng khó trả bà chăng cho rồi lại rồi đứng lại sân ngoài bên bàn say tỉnh mặc người ngồi chơ như vậy chúng ta vừa cùng nhau đi đọc xong phần ngữ liệu được đưa ra của phần đọc hiểu tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của phần này câu hỏi số 1 văn bản trên được thuật kể bằng lời của ai A: Tú Uyên, B: Giáng Hương, C: người nhà, D: người kể chuyện. Trong văn bản trên thì chúng ta thấy rằng văn bản đã được thuật kể ở ngôi thứ ba và chính là lời của người kể chuyện, chính vì thế câu hỏi số 1 chúng ta lựa chọn đáp án D. Câu hỏi số 2, dòng nào nói đúng về các nhân vật trong văn bản đọc? A: Tú Uyên, Giáng Hương, B: Tú Uyên, Giáng Hương thầy bói, C: Giáng Hương người bán tranh, D: Tú Uyên người bán tranh. Hai nhân vật chính nằm trong câu chuyện có nhắc đến ở trong văn bản truyện thơ, đó chính là Tú Uyên và Giáng Hương. Chúng ta lựa chọn đáp án A. Câu hỏi số 3. Dòng nào nói lên cảm xúc chủ đạo của văn bản đọc? A. Mỉa mai châm biếm B. Trân trọng thương cảm C. Thương cảm phê phán D. khinh bỉ đau xót trong câu chuyện này thì tác giả đã thể hiện cái thái độ trân trọng và thương cảm đối với tình cảm giữa hai nhân vật Tú Uyên và Giáng Hương. Vì thế, câu hỏi số 3 chúng ta lựa chọn đáp án B. Câu hỏi số 4. Đoạn sau là lời nói của ai, nói với ai về điều gì? Ngán thay khuyên nhủ đến lời, nước kia dội đá có mùi gì đâu? A. Là lời của Giáng Hương, khuyên Tú Uyên đừng uống rượu. B. Lời của người kể chuyện nói về tâm trạng của Giáng Hương. C. Lời của Tú Uyên ngán lời Giáng Hương. Và D. Lời của Giáng Hương diễn tả tâm trạng chán ngán của mình. Với câu hỏi số 4, đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án C Lời của Tú Uyên ngắn lời Giáng Hương Câu hỏi số 5 Nước kia rội đá có mùi gì đâu, được hiểu là như thế nào? A. Nước rội vào đá mất hết mùi vị B. Tú Uyên là đá nên Giáng Hương không nên khuyên nhủ C. Lời khuyên của Giáng Hương không có tác dụng với Tú Uyên D. Lời nói của Giáng Hương lạnh lẽo vô tình Trong câu thơ được trích dẫn Nước kia rội đá có mùi gì đâu ở đây tức là khi nước dội lên đá thì nó sẽ không làm xoay chuyển và không có tác động gì đối với đá. Ở đây thì câu hỏi số 5 chúng ta nên lựa chọn đáp án C, tức là lời khuyên của Giáng Hương không có một tác dụng hay tác động nào đến Tú Uyên. Chúng ta lựa chọn đáp án C. Câu hỏi số 6. Hai dòng thơ sau gợi tả cảnh tượng nào trong gia đình Tú Uyên? Ma men quanh quẩn bên mình, cho đàn trễ phím cho bình nhạt hương. A. Cảnh nồng nàn với rượu đàn hương. B. Người chìm đắm trong rượu khiến nghĩa tình nhạt vai. C. Mải rượu nên không thiết gì đàn, hương. D. Say men rượu lười đánh đàn. Câu hỏi số 6, chúng ta thấy hai câu thơ trích dẫn đang nói về cảnh tượng Tú Uyên thì đang ngập trong rượu chè, vì thế tình cảm giữa hai vợ chồng bị nhạt vai. Như vậy câu hỏi số 6, chúng ta lựa chọn đáp án B, người chìm đắm trong rượu khiến nghĩa tình nhạt vai. Câu hỏi số 7, những từ ngữ nào gọi hình ảnh dáng hương kiên trì khuyên bảo chồng? A. Khuyên nhủ văn lơn B. Ngày chọn lại đêm thâu C. Tiếc cho nỗi vợ chồng D. Đành lòng Trong câu hỏi số 7 chúng ta cần phải tìm ra hình ảnh thể hiện sự kiên trì, khuyên bảo của Giáng Hương với Tú Uyên Và sự kiên trì ấy được thể hiện rất rõ ở trong hình ảnh Ngày chọn lại đêm thâu Đây là sự lập đi lặp lại về cái sự khuyên nhủ của Giáng Hương với Tú Uyên Như vậy câu hỏi số 7 chúng ta lựa chọn đáp án B Câu hỏi số 8 Nhân vật Giáng Hương trong văn bản trên là người như thế nào? A. Là người cam chịu, nhu nhược, khắc họa qua lời nói, tâm trạng B. Là người bị đọa đầy, khắc họa qua lời nói tâm trạng. C. Là người nhân hậu, khắc họa qua cuộc đối thoại. D. Là người đa sầu, khắc họa qua độc thoại nội tâm. Với câu hỏi số 8, đáp án chính xác cho câu hỏi này đó chính là đáp án B. Giáng hương là người bị đọa đầy và nó được khắc họa thông qua những lời nói và tâm trạng của nhân vật. Chúng ta đến với câu hỏi số 9. Anh chị có đồng ý với cách ứng xử của Tú Uyên không? Vì sao? Đây là một câu hỏi yêu cầu các em phải đưa ra quan điểm và ý kiến của mình về cách ứng xử của nhân vật Tú Uyên Với câu hỏi số 9, cô gợi ý cách trả lời như sau Các em có thể căn cứ vào những việc làm và lời nói của nhân vật Tú Uyên Cũng như những nỗi đau của Tú Uyên đã gây ra cho Giáng Hương Để có thể đánh giá về con người Tú Uyên được xây dựng bởi cái cảm hứng phê phán như thế nào Và đưa ra cái quan điểm, ý kiến của mình xem là có đồng tình hay là không đồng tình với cách ứng xử của Tú Uyên Và đồng thời là đưa ra lý do Câu hỏi số 10, phân tích thái độ, tình cảm tác giả dành cho Tú Uyên và Giáng Hương. Trong văn bản, tác giả đã thể hiện thái độ phê phán và lên án hành động vũ phu và sự thay đổi của Tú Uyên, đồng thời thể hiện sự xót thương, cảm thông với cảnh ngộ của Giáng Hương. Ngoài ra thì các em cần phải chú ý về việc phân tích sắc thái biểu cảm trong những từ ngữ miêu tả của từng đối tượng, và sau khi chúng ta đã cùng nhau đi thực hiện xong phần thứ nhất, đó chính là phần đọc hiểu. Tiếp theo chúng ta chuyển sang nội dung số 2, phần viết với số điểm là 4. Anh chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề sống có trách nhiệm trong cuộc sống. Với đề bài nêu trên, cô sẽ đưa ra cho các em những nội dung mà các em cần phải đảm bảo trong bài viết cũng như 3 đem điểm cho đề văn này như sau. Nội dung đầu tiên kem cần phải đảm bảo đó chính là về cấu trúc của bài văn nghị luận. Kem cần phải đảm bảo cấu trúc 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Đạt được điều này kem sẽ có số điểm 0,25. Thứ hai là kem cần phải xác định đúng yêu cầu của đề bài. Đề văn yêu cầu chúng ta nghị luận về vấn đề sống có trách nhiệm trong cuộc sống và nếu thực hiện đúng yêu cầu của đề, kem sẽ đạt được 0,25 điểm. Nội dung số 3 đó là khi thực hiện bài văn, kem có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên thì cần phải đảm bảo một số nội dung như sau. Thứ nhất là ở phần mở bài, các em cần phải tiến hành giới thiệu vấn đề cần nghị luận. Thân bài, các em có thể giải thích thế nào là sống có trách nhiệm. Ví dụ như là nó được thể hiện ở việc hoàn thành công việc được giao và đảm nhận, là việc giữ lời hứa hay là chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Biểu hiện của việc sống có trách nhiệm, ví dụ như là đối với học sinh thì trách nhiệm của chúng ta đó là học tập thật tốt, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nhà trường, có tinh thần yêu nước và chăm lo cho học tập có trách nhiệm với bản thân gia đình và những người xung quanh đối với một người công chức thì được thể hiện ở việc đó là thực hiện đúng nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao cho hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho đối với một công dân thì đó là việc thực hiện tốt quy định của nhà nước của pháp luật có trách nhiệm với gia đình và với mọi người xung quanh thứ ba là về ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm người sống có tinh thần trách nhiệm thì sẽ có thể hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao được mọi người xung quanh quý mến và yêu quý nhận được lòng tin của mọi người và có sự thành công trong công việc cũng như cuộc sống phần cuối cùng là phần kết bài kem khái quát lại vấn đề và liên hệ bản thân thực hiện được một số ý nêu trên các em sẽ đạt được số điểm là 3 về phần chính tả và ngữ pháp thì kem cần phải đảm bảo chuẩn chính tả và ngữ pháp tiếng Việt Đạt được điều này, các em sẽ có số điểm 0,25. Về phần sáng tạo thì nó được biểu hiện ở cách diễn đạt sáng tạo sinh động, giàu hình ảnh và có giọng điệu riêng. Ở phần sáng tạo, các em cũng sẽ đạt được 0,25 điểm. Như vậy thì cô vừa hướng dẫn cho các em một đề văn cụ thể đối với nội dung kiểm tra cuối học kỳ 1, chương trình ngữ văn lớp 11 bộ sách chân trời và sáng tạo. Cô cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách